Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo user con và phân quyền user con trên ứng dụng nibot. Thì những tính năng mình có thể sử dụng để phân quyền trên ứng dụng nibot là bao gồm phân quyền có cho user con đó kết xuất dữ liệu file PDF, XML hoặc Excel chi tiết hay không, cho phân quyền cho user con có quyền đồng bộ file XML hoặc PDF từ trang hóa đơn điện tử hoặc là từ email không và phân quyền cho duyệt trạng thái hóa đơn là duyệt hóa đơn nội bộ và cuối cùng là cái việc là phân quyền cho chỉnh sửa import import và thay đổi mã hàng dựa trên file xml gốc của hóa đơn để bổ sung vào phần mềm kế toán gốc à, phần mềm kế toán đang sử dụng hay không thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần hướng dẫn chi tiết đầu tiên mình sẽ vào cái trang ứng dụng quản lý của Nibot là mình sẽ vào trang là năng động.online Sau đó mình sẽ đăng nhập vào user chính của mình user mình được cấp lúc mà mình mới mua ứng dụng Nimbot nó user name sau đó mình có thể chọn trạng thái là tích vào trạng thái ghi nhớ đăng nhập để phần mềm lưu lại cái đăng nhập cho những lần sau ở trên cái ứng dụng Nibot này thì đầu tiên mình sẽ di chuyển đến mục là quản lý sau đó mình sẽ chọn là quản lý người dùng ở phần ứng dụng quản lý người dùng này thì trên này cũng sẽ có cái hướng dẫn ban đầu cho mình là cách thao tác như thế nào và cách thực hiện thì bây giờ mình sẽ ví dụ là tạo thêm một user con thì danh sách người dùng user con sẽ có ở phía bên dưới này thì khi mà muốn thêm một user con mới thì mình sẽ nhấn vào phím cộng này để mình thêm user con khi mình nhấn user nhấn phím cộng thì trên danh sách này sẽ hiện là cái user name ví dụ mình sẽ tạo thêm user là kế toán 002 rồi mình đặt mật khẩu là 1 hai 3 4 năm họ tên là <laughs> kế toán viên 002 chẳng hạn sau khi mình tạo xong user con thì mình chọn vào phím xe này. Rồi nhấn Z. Rồi thì như vậy khi mà mình tạo xong mình sẽ thấy bên dưới này sẽ có một cái user con là có tên là kế toán 002. Thì để phân quyền cho user con này thì mình đặt chuột tại user con đó. Sau đó mình sẽ di chuyển qua phía bên tay phải là có quyền của người dùng con. Thì ở đây mình sẽ chọn vào phím cộng này rồi sau khi mình nhấn vào phím này thì mình nhấn phím xe Ví dụ giả sử ban đầu cái trạng thái hóa đơn này là bốn trạng thái phân quyền này mình sẽ không có tích cái nào hết Thì người này đang ở trạng thái là chỉ được xem về cái thông tin của cái trên hóa đơn trên ứng dụng Nibot e này thôi Mình nhấn xe chẳng hạn Rồi để đăng nhập vào user con thì mình có thể dựa vào cái thông tin là tên của user cha là admin chẳng hạn là user gốc ban đầu hoặc là mình có thể copy cái chuỗi UID này sau đó mình đăng nhập vào một ứng dụng ví dụ mình đăng nhập này thì mình sẽ chọn là ở cái giao diện chính ban đầu của Nibot thì nó cũng giống như màn hình đăng nhập ban đầu mình sẽ chọn là tích vào là user con sau đó mình có thể nhắn vào cái chuột go ID mình vừa copy hoặc ở trên này mình cũng có thể lựa chọn là đánh vào user cha là admin rồi xong dưới này mình sẽ chọn là user con là kế toán 002 mình đánh nhập mật khẩu vào 456 Ở đây mình cũng có thể chọn là ghi nhớ đăng nhập cho những lần sau Sau đó mình nhấn đăng nhập Rồi, thì như vậy là khi mà mình tạo vào ứng dụng này Mình chưa chọn phân quyền cho user con đó Thì mới là truy cập được vào cái trang ứng dụng này Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phân quyền cho user con đó Các quyền tương ứng với cái data, cái mã số thuế mình sẽ lựa chọn nha Rồi, chẳng hạn ở user này Mình sẽ nhấn vào phím là phím cộng Rồi, sau đó mình sẽ chọn là cái mã số thuế của công ty và tên công ty mình cần phân quyền cho user con này. Ví dụ mình chọn công ty phần mềm năng động. Sau đó mình nhấn phím xe. Thì đầu tiên khi mà mình chọn như vậy á, thì user con này sẽ được quyền truy cập vào cái dữ liệu của công ty phần mềm năng động. Này chẳng hạn. Mình sẽ loát lại cái công ty này. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là trên cái màn hình user con nó sẽ thể hiện cái màn hình đăng nhập. Gồm có tên công ty và mã số thuế và mình có thể quyền truy xuất vào phía trong dữ liệu nhưng mà trong cái phần dữ liệu này nó sẽ bị phân quyền một số tính năng giống như tính năng kết xuất mình sẽ không có thấy được cái tính năng kết xuất ở đây này ví dụ tính năng kết xuất rồi các cái tính năng khác thì bây giờ mình cần phân quyền thêm tính năng cho user con này chẳng hạn thì mình sẽ vào cái phần phân quyền này chọn user bên này mình chọn dòng cần phân quyền sau đó mình nhấn edit rồi ví dụ mình cho dạng là kết xuất dữ liệu ra file Excel, PDF hoặc XML thì mình tích vào mục này xong mình nhấn xe. Yes. Thì sau này mình sẽ quay qua cái phần là user con mình vừa đăng nhập lúc nãy để mình kiểm tra lại cái quyền của user. Ví dụ như đây mình nhấn F5 nha. F5 copy lại. Thì trên màn hình đăng nhập bây giờ sẽ thể hiện ra một cái thao tác là kết xuất. Thì và user con này sẽ có quyền kết xuất dữ liệu để lấy vào các phần mềm kế toán hoặc là dữ liệu file XML gốc hoặc là PDF gốc. Rồi, bây giờ mình chọn đây, mình nhấn xe. Rồi, sau đó mình sẽ chọn kết quả. Rồi, tương tự mình sẽ chọn những cái tính năng phân quyền khác, ví dụ như cho đồng bộ hóa đơn chẳng hạn. Ở cái màn hình gốc ban đầu mình sẽ không thấy được cái tính năng user này, user con này có tính năng là đồng bộ hóa đơn. Đây, mình sẽ không có tính năng thấy cái mục đồng bộ nào. Thì có nghĩa là người này chỉ được kế thừa dữ liệu đã được đồng bộ sẵn từ user mẹ hoặc là một cái user khác được phân quyền còn bây giờ giả sử là mình sẽ chọn phân quyền cho cái user đó thêm tính năng là đồng bộ đây mình nhấn edit rồi mình chọn tính năng là đồng bộ sau đó mình nhấn xe nhấn jet rồi sau đó thì mình di chuyển qua cái user con lúc nãy mình có thể nhấn F5 để loát lại nha rồi thì lúc này ở trên màn hình đăng nhập mình sẽ thấy cái màn hình là đồng bộ mình chỉ cần tích chức năng đồng bộ này này mình tích vào đồng bộ Thì ở trên màn hình này mình có thể chọn là tính năng đồng bộ hóa đơn Từ ngày từ hóa đơn từ hóa trang hóa đơn điện tử và đồng bộ hóa đơn từ mail Rồi Tiếp theo mình sẽ vào cái phần phân quyền tiếp theo là phân quyền cho tính năng duyệt nội bộ Tính năng duyệt nội bộ này là dùng để mình có thể lựa chọn những cái hóa đơn mà mình cần duyệt ở trạng thái là đã duyệt để sau này mình có thể chọn những cái tình trạng của hóa đơn là đã duyệt để mình có thể lấy những cái hóa đơn đó vào các phần mềm kế toán hoặc là một cái ứng dụng phần mềm nào mình đang sử dụng. Rồi, xong mình nhấn xe. Cũng tương tự như vậy thì khi mà mình phân quyền, xong thì mình sẽ quay vào trang này. Thì trên này Ứng dụng sẽ thể hiện một cái trạng thái là duyệt nội bộ nhanh Thì lúc này mình có thể chọn những cái trạng thái là để duyệt hóa đơn ở bên dưới này Và mình cũng có thể là chọn tích chọn những cái dòng này Và mình sẽ chọn những cái dòng này để chọn duyệt hóa đơn nội bộ Mình có thể chọn trạng thái duyệt hóa đơn ở bên này Rồi tiếp theo là cái tính năng hỗ trợ thay đổi import export mã hàng từ file Excel cũng giống như là hỗ trợ thay đổi mã hàng hàng loạt thì chính là tính năng phân quyền thứ tư thì mình sẽ tích vào cái tính năng này rồi mình nhấn xe. Rồi tương tự mình cũng sẽ quay lại vào màn hình ở màn hình user con tiếp, mình nhấn F5 để load lại. Thì trên này à, cái ứng dụng sẽ tự động cập nhật một cái phân hệ ở bên cạnh, ngay phân hệ hóa đơn là phân hệ hàng hóa. Thì phân hệ hàng hóa này sẽ hỗ trợ cho cái user con này có thể đồng bộ lại toàn bộ mã hàng từ tất cả các file XML đầu ra và đầu vào mình đã đồng bộ trên cái ứng dụng Netboss và cũng có thể tính năng là xóa tất cả dữ liệu hàng hóa này, cũng hỗ trợ cái màn hình là import từ excel và export từ excel. Sau đó, ứng dụng của user con này cũng có quyền để đặt mã hàng ở trên những file này. Hàng hóa 01 chẳng hạn. Sau khi những cái tính năng này cũng có thể lưu lại và và user con này sẽ có quyền vào trang hóa đơn để cập nhật xuất file mã hàng Nibot này cho tất cả các file XML. Thì cái việc này hỗ trợ sẽ là lấy đồng bộ cái mã hàng hàng loạt. Có thể mình lấy cái file mã hàng và tên hàng từ phần mềm kế toán đang có sẵn để ứng dụng sẽ dựa vào tên đó sẽ tự động tạo ra các cái mã hàng cho các cái file XML mà mình kết xuất ra để bổ sung vào phần mềm kế toán Smart Pro chẳng hạn. Thì đó là những cái tính năng của cái ứng dụng phân quyền này thì mình sẽ dựa vào cái nhu cầu phân quyền hoặc là cái à, tính năng của từng user mình sẽ tự động phân quyền cho từng user thì cái này là một cái tính năng là khá hữu ích trong việc là quản lý cái dữ liệu trên file xml này thì à, nếu mà trong quá trình sử dụng các bạn có vấn đề nào chưa có rõ thì có thể báo qua cái số tổng đài là 1900 636 507 để được giải đáp kịp thời Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái ứng dụng Nibot